Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của Thiên Cơ trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê. Ở tập trước thì bà Nhã Tịnh đã dẫn Bạch Tiên Phong đi xuống dưới tầng hầm để mà mở cái lá bùa ra, thả cái thứ bị phong ấn ở bên trong cái hũ mà theo như bà Nhã Tịnh bà nói đó là thủ hộ thần. Nhưng mà mình cũng biết là con yêu con ma con quỷ quái gì ở trong đó chứ làm gì có thủ hộ thần nào. Tuy nhiên tại sao phải bắt Bạch Tiên Phong đi xuống và phải là Bạch Tiên Phong mở ra chứ không phải là bả mở, không phải là Cơ Vân mở, thì mọi sự việc diễn biến như thế nào nữa, bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Nhưng làm cách nào để ta có thể thu phục được thủ hộ thần? Nhã Tịnh trả lời. Trong sách, Cơ Vân đạo sư có nói, ông ấy nuôi dưỡng linh hồn của thủ hộ thần bằng chính máu của mình. Bây giờ chỉ cần lão gia dùng máu của lão gia để áp chế linh hồn đang bị phong ấn trong chiếc lu kia, khiến linh hồn đó phải khuất phục. Từ thuở khai thiên lập địa, chỉ có kẻ mạnh mới khiến kẻ khác phải tâm phục. Khi thủ hộ thần tiếp nhận máu của lão gia, lúc đó lão gia chính là chủ nhân của thủ hộ thần. Bạch Tiên Phong không còn chút nghi ngại. Nhưng lỡ như chuyện này không thành công thì sao? Nhã Tịnh đáp. Lão gia đừng lo, trong trường hợp xấu nhất, chúng ta vẫn có thể phong ấn linh hồn đó lại. Thiếp là người giữ cuốn sách của Cơ Vân đạo sư, thiếp sẽ bảo đảm an toàn cho lão gia. Chẳng lẽ lão gia người không tin thiếp sao? Cho tới thời điểm hiện tại, tất cả những gì thiếp làm đều là vì lão gia. Sức mạnh của thần tộc này cũng chính Nhã Tịnh tìm cách giúp lão gia khai thông. Như vậy, vẫn chưa đủ để lão gia tin tưởng ư? Nhã Tịnh khẽ rơi nước mắt, siết chặt hai bàn tay lại. Bạch Tiên Phong trừng mắt nhìn thẳng về phía chiếc lu lớn. Hạ quyết tâm, Bạch Tiên Phong nói. Được rồi phu nhân, ta sẽ làm theo ý nàng. Bạch Tiên Phong ta giờ còn gì để phải sợ nữa. Thu phục được thủ hộ thần, tới lúc đó ta sẽ giết sạch đám mọi dân Kim Giang Bạch tộc, trả thù cho nhà họ Bạch, cho những người dân Kim Sơn bị chúng hãm hại. Hãy cho ta biết ta phải làm thế nào đi. Nhã Tịnh lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống gò má, nở một nụ cười mãn nguyện. Nhã Tịnh chỉ tay về phía chiếc lù. Cơ Vân đạo sư dùng máu dưỡng thủ hộ thần bằng cách nhỏ máu của mình lên nắp chiếc lù. Máu chảy xuống sẽ tự động thấm vào trong lù. Lão gia cũng chỉ cần làm như vậy là được. Khi nãy lão gia sợ không áp chế được thủ hộ thần, nhưng lão gia đừng quá lo lắng. Nếu thủ hộ thần không chấp nhận lão gia, lá bùa đó vẫn ở đấy, linh hồn trong chiếc lù không thể thoát ra bên ngoài. Ta hiểu rồi. Vậy thì còn gì đáng sợ? Chỉ là một khảo nghiệm nhỏ thôi mà. Bạch Tiên Phong đáp. Nhã Tịnh tiếp. Lão gia cầm lấy con dao nhỏ này, bước vào trong đó, trèo lên bục đá, cắt máu cho chảy xuống nắp lu, sau đó chờ đợi. Hãy cảm nhận máu của mình. Với khả năng của lão gia hiện tại, thiếp nghĩ không quá khó để biết được những gì đang xảy ra bên trong lu. Lão gia luôn phải nhớ, lão gia là thần tộc. Nhận lấy con dao từ Nhã Tịnh, Bạch Tiên Phong nhảy qua cột gỗ, tiến lại gần chiếc lu, chạm một tay vào thân lu. Bạch Tiên Phong sững người. Trong khoảnh khắc, lão gia nhà họ Bạch cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp đang luân chuyển bên trong chiếc lu kỳ quái này. Cơ thể như bất động, ngửa mặt lên trời. Bạch Tiên Phong hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra. Đôi mắt sáng quắc ánh lên sắc đỏ sọng. Nhoẻn miệng cười, Bạch Tiên Phong nói. Ta cảm nhận được nó. Thật mạnh mẽ, ta muốn sở hữu thứ này. Nhã Tịnh, hãy xem ta đi, Bạch Tiên Phong ta sẽ trở thành thần. Đứng bên ngoài khu vực phong ấn, Nhã Tịnh mắt nhìn không chớp, đôi mắt sắc lạnh, ma quái của cô ta đang dõi theo từng hành động của Bạch Tiên Phong. Háo hức, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc Bạch Tiên Phong tự tay cắt máu nhỏ vào lu. Cuối cùng thì sau hơn 18 năm, ta cũng đã chờ đợi được thời khắc quan trọng này. Con của ta sắp được ra đời. Sau nhát dao cứ vào lòng bàn tay, máu của Bạch Tiên Phong cứ thế nhỏ xuống nắp lu từng giọt, từng giọt. Nhã Tịnh toàn thân run rẩy, cơ thể rung lên vì sung sướng. Bên dưới mật thất vang lên tiếng cười man dại. Ha 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 ha
Ta thành công rồi, ta thành công rồi. Bạch Tiên Phong giật mình, trừng mắt nhìn những giọt máu đang ngấm rất nhanh vào bên trong chiếc lu. Không chỉ máu rơi xuống nắp lu, mà cả máu đang chảy ra từ vết thương cũng bị hút xuống rất nhanh chóng. Lão gia nhà họ Bạch cảm tưởng như thứ ở trong lu đang muốn rút cạn máu của mình. Nhã Tịnh vẫn đứng đó cười mang dại. Ở bên trong vòng tròn phong ấn, Bạch Tiên Phong hoảng hồn muốn rút tay ra khỏi lu, nhưng toàn thân không tài nào cử động nổi. Nhã Tịnh, chuyện này là sao? Không thể quay đầu lại nhìn, từ miệng vết thương, máu vẫn chảy xuống và thấm vào trong lu không ngừng. Bạch Tiên Phong tái xanh mặt mũi, nhận thấy sự việc mỗi lúc một tồi tệ khi chiếc lu kia đang hấp thụ quá nhiều máu của mình. Lão gia nhà họ Bạch nghiến răng, vận sức. Khả năng vượt trội hơn người của Bạch Tiên Phong lúc này cũng được phát huy. Khi cơ bắp ông ta nổi lên cuồn cuộn, sức khỏe được tăng cường. Bạch Tiên Phong mặc dù vẫn chưa thể cử động linh hoạt, nhưng đã có thể rút bàn tay bị thương ra khỏi lu. Khốn kiếp, thả ta ra. Tưởng chừng như chỉ còn một chút nữa là thoát thân. Thế nhưng lúc này, Nhã Tịnh phẩy tay, lá bùa dán trên chiếc lu bất ngờ bị một cơn gió thổi bay. Bạch Tiên Phong cố gồng mình để thoát khỏi lực hút từ lu đang kéo cơ thể ông ta lại. Nhưng khi lá bùa được gỡ bỏ, chiếc lu rung lắc dữ dội. Từ trong miệng lu tỏa ra những làn khói đen xì, dày đặc. Màn khói đen này vần vũ rồi quấn chặt lấy người của Bạch Tiên Phong. Lúc này, Bạch Tiên Phong có vận sức đến đâu cũng không thể cử động được, dù chỉ là một ngón tay. Không chỉ dừng lại ở đó, làn khói đen kỳ dị kia không những trói chặt Bạch Tiên Phong, mà còn từ từ nhấc bổng cơ thể lão gia nhà họ Bạch lên cao. Bạch Tiên Phong hét lớn. Nhã Tịnh, cứu ta! Chuyện gì thế này? Sao lại? Sau làn khói đen kịch, từ trong miệng lu xuất hiện những tia sáng màu đỏ âu như màu của máu. Thứ ánh sáng này phóng thẳng về phía Bạch Tiên Phong, rồi như những sợi chỉ đỏ với một đầu nhọn hoắt tựa kim đâm xuyên qua da thịt, găm chặt vào tứ chi và thân người của Bạch Tiên Phong, trước khi lão gia nhà họ Bạch kịp nói hết câu. Những đường sáng màu đỏ ấy tiếp tục rút máu của Bạch Tiên Phong. Lão gia nhà họ Bạch có thể cảm nhận thấy rõ từng giọt máu trong cơ thể mình đang bị thứ quỷ quái trong chiếc lu hút lấy. Cứ như thế, Bạch Tiên Phong dần dần không còn chút sức lực nào nữa. Thều thào, Bạch Tiên Phong hỏi Nhã Tịnh. Nhã Tịnh, ngươi lừa ta, tại sao ngươi làm như vậy? Nhã Tịnh nãy giờ chỉ khúc khích cười một cách đầy sảng khoái, lúc này mới lên tiếng. Nhận ra rồi phải không? Chỉ có điều muộn quá rồi. Cảm ơn ngươi, nhờ vào dòng máu thần tộc đang chảy trong người ngươi mà con của ta mới được sinh ra. Chẳng có thủ hộ thần nào ở đây cả. Thứ mà ta đang trông đợi chính là ma thần. Trong chiếc lu đó đúng là có một linh hồn bị phong ấn, một linh hồn được tạo ra từ 1000 quả tim người. Giờ thì ngươi đã biết tại sao mật thất này lại lạnh đến độ buốt da buốt thịt như vậy rồi chứ. Bởi vì ở đây tích tụ oán niệm của hàng nghìn người trong suốt gần 20 năm qua. Nói cho dễ hiểu, thì đây chính là nơi mà ta dùng để nuôi dưỡng ma quỷ. Nhưng tất cả sẽ chẳng đi về đâu nếu không có sự giúp sức của người. Bởi chỉ có máu của thần tộc mới có thể tạo ra ma thần. Bạch Tiên Phong ngửa đầu ra phía sau, nhìn Nhã Tịnh. Đến tận bây giờ, lão gia nhà họ Bạch vẫn không thể hiểu tại sao vị phu nhân ông ta hết lòng yêu thương lại hãm hại ông ta. Bạch Tiên Phong nói bằng giọng yếu ớt, khi máu trong cơ thể vẫn đang bị thứ quỷ yêu bên trong lu rút dần. Nhã Tịnh, có phải nàng đang bị ma quỷ chi phối? Nhã Tịnh của ta sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến ta. Vừa nói, Bạch Tiên Phong vừa thổ huyết. Đáp lại lời nói của Bạch Tiên Phong, Nhã Tịnh cúi đầu cười như điên dại. Lý do nào khiến ngươi nghĩ Nhã Tịnh, phu nhân của ngươi, lại có thể nắm trong tay nhiều bí mật cũng như huyền cơ đến như vậy?
ta cứ nghĩ, sau khi dòng máu thần tộc trong ngươi được thức tỉnh, ngoài những vượt trội về ngũ quan, trí tuệ của ngươi cũng sẽ vượt tầm, ngươi sẽ thông tuệ hơn. Nhưng có lẽ ta đã nhầm, hoặc là do ngươi chưa đủ thời gian để làm quen với sức mạnh đó. Bạch Tiên Phong thều thào. Là vì quyển sách của Nghĩa Phụ Cơ Vân, nàng từng nói trong sách đó khó ghi chép lại tất cả những học thuật của Nghĩa Phụ. Nhã Tịnh nhất định nàng đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Bạch Tiên Phong càng nói, Nhã Tịnh lại càng cười như muốn sảng, đôi mắt sắc lạnh đến mức đáng sợ. Nhã Tịnh cuối cùng cũng nói cho Bạch Tiên Phong biết toàn bộ sự thật, đồng thời khẳng định thân phận thật của mình. Ngay khi Nhã Tịnh cất giọng nói, Bạch Tiên Phong há hốc mồm, toàn thân lạnh toát. Bởi đó không phải giọng nói hàng ngày của Nhã Tịnh, mà là một giọng rất quen thuộc với Bạch Tiên Phong. Chỉ có điều, người có giọng nói này đã chết cách đây 3 năm về trước. Con trai của ta, con vẫn còn nhận ra giọng của ta chứ? Đó chính là giọng nói của Cơ Vân đạo sư, và cũng chính là nghĩa phụ của Bạch Tiên Phong. Lão gia nhà họ Bạch không dám tin vào mắt mình khi từ miệng Nhã Tịnh lại thốt ra giọng nói của Cơ Vân. Người nghĩa phụ đã qua đời cách đây 3 năm về trước. Bạch Tiên Phong ú ớ. Sao lại có thể như vậy? Cơ Vân, nghĩa phụ, chẳng lẽ hồn ma của nghĩa phụ lại nhập vào thân xác của phu nhân con ư? Cơ Vân trong hình hài Nhã Tịnh đáp. Cũng hợp lý đấy, nhưng đáng tiếc lại không phải như vậy. Dung mạo này đúng là của Nhã Tịnh, nhưng thân xác thì không. Con trai, con không vui khi biết nghĩa phụ của mình vẫn còn sống sao? Cơ thể như đang bị hút cạn sinh khí, nhưng Bạch Tiên Phong thực sự không chấp nhận nổi cú sốc này. Mọi thứ đối với Bạch Tiên Phong giờ đây quá mông lung, mơ hồ, hư hư ảo ảo. Bạch Tiên Phong hét lên trong sự hoảng loạn cùng cực. Con, không phải thế, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ta muốn tỉnh lại, làm ơn ai đó, đánh thức ta dậy đi, làm ơn. Cơ Vân tiếp. Sợ lắm phải không? Phu nhân cùng con gái của người đã chết hơn 1 năm nay rồi. Người mà thời gian qua ngươi ân ái, mặn nồng không phải Nhã Tịnh, mà chính là Cơ Vân, nghĩa phụ của ngươi. Chỉ có dung mạo ta đang mang là của Nhã Tịnh mà thôi. Nhưng cũng phải nói, Cơ Vân này thật sự cảm động trước tình cảm của hai người. Phu nhân của ngươi, Nhã Tịnh, khi bị ta lột da mặt, đau đớn đến tận cùng như vậy mà vẫn khóc lóc, van xin ta hãy tha cho ngươi, đừng làm hại ngươi và đứa con gái của các ngươi. Thời gian qua, coi như ta giúp ngươi được hoan lạc, được cảm nhận sự sung sướng bên người vợ vốn dĩ đã chết của mình, âu cũng là một ân huệ đối với ngươi. Nhưng cũng không phủ nhận, ngươi đã thỏa mãn ta rất tốt. Bạch Tiên Phong nghe xong những lời Cơ Vân nói mà uất ức, ghê tởm đến mức phun cả máu lên trần mật thất. Đôi mắt trợn trừng mở to, long lên sòng sọc. Bạch Tiên Phong nghiến răng kèn kẹt. Nghiệt xúc! Dứt lời, Bạch Tiên Phong nhắm mắt, không còn nói thêm được gì nữa. Máu từ trong cơ thể Bạch Tiên Phong vẫn chảy vào trong lu chưa dừng lại. Cơ Vân nở một nụ cười ma quái. Người chưa chết được đâu, giá trị của người vẫn còn lớn lắm. Con trai của ta, sau này con sẽ vẫn ở bên cạnh ta. Bát quái địa đạo, nhóm của thầy Lương vẫn đang di chuyển trong cửa càn. Đường hầm được cho là dẫn tới Bạch Phủ. Họ cũng đã đi được một quãng đường dài. Thầy Lương cầm đèn mang sông đi trước. Vương Khải, A Thiện, A Luân lần lượt bước theo sau. Đang đi, bỗng thầy Lương dừng lại. Ở ngay phía sau, ông chủ vương hỏi.
đến lối ra rồi hả thầy? Thầy Lương đứng chung chân một chỗ, giơ đèn lên soi sáng khoảng không phía trước mặt, thầy Lương đáp. Đến rồi. Thế nhưng không thấy lối ra đâu cả. Đây là một đường hầm cục. A Luân chen lên phía trước, quả nhiên không còn đường để đi tiếp nữa. A Luân hỏi. Sao lại thế này? Lối ra ở đâu? Thầy Lương trả lời. Lối ra đã bị vùi lấp bởi đất đá. Như vậy thì tôi càng tin chúng ta thực sự đang ở trong khuôn viên nhà họ Bạch. Còn việc không có đường ra, chắc có lẽ sau từng ấy năm, Bạch Phủ xây dựng thêm nhiều công trình và vô tình một trong số đó đã bít mất cửa hàng. Thời gian cấp bách, không dễ gì mới đến được đây mà bây giờ. Có lẽ chúng ta đành phải quay trở lại thôi. A Thiện hỏi. Ý thầy là ta quay lại trung tâm của Bát Quái Địa Đạo? Thầy Lương gật đầu. Đúng vậy, trước mặt là đường cục, có đào thẳng về phía trước cũng không biết đi đến đâu. Chưa kể, nếu chúng ta đang ở dưới nền móng của một ngôi nhà, thì có đào cũng vô ích. Chi bằng quay trở lại vị trí trung tâm, ta sẽ tìm một con đường để vào trong Hương Kim Sơn. Vẫn còn 5 cửa cơ mà. Ông chủ Vương thở dài, buồn rầu đáp. Cũng đành phải vậy chứ biết làm sao. Chỉ mong dân Kim Sơn vẫn bình an vô sự. Không biết Tử Đằng lúc này thế nào nữa. Mất bao nhiêu công sức mà giờ phải quay lại, mệt chết mất. A Thiện than thở, thầy Lương động viên. Cố gắng lên nào. Việc cứu cả Hương Kim Sơn ngay từ đầu đã được xác định là một việc vô cùng khó khăn. Phải trải qua nhiều gian nan, cực khổ. Hãy nghĩ đến sinh mạng, nghĩ đến cuộc sống của bà con dân Kim Sơn và Kim Giang để tiếp tục cuộc hành trình này. Đến cả chúng ta cũng nản lòng, thì mọi người biết trông cậy vào ai. Uống ngụm nước rồi đi tiếp. Thầy Lương cầm cây đèn mang sông, lúc này đã leo lắc vì sắp hết dầu. Chỉ e đèn sẽ tắt khi chưa kịp quay lại trung tâm của địa đạo. Nếu nói mệt, thì người mệt nhất ở đây phải là thầy Lương. Tuổi cao, trong khi đó từ chuyến đi Kim Sơn lần trước, thầy Lương đã phải hao tổn nhiều sức lực. Sau khi trở về Kim Giang, nghỉ ngơi chẳng được mấy canh giờ đã lại tiếp tục lao vào công việc bào chế thuốc giải độc, ngải tán. Những ngày trôi qua, thầy Lương còn chưa có nổi một giấc ngủ ngon lành. Thế nhưng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ánh mắt của thầy vẫn ánh lên sự rạng ngời. Chưa ai nghe thấy thầy Lương than lấy nửa lời về sự mệt mỏi. Ngược lại, thầy Lương luôn động viên, trấn an tinh thần tất cả mọi người. Là tấm gương, là đầu tàu cho những người trẻ như A Thiện, A Luân noi theo. Tiếp tục di chuyển, vẫn như cũ, thầy Lương đi đầu, theo sau là ba người còn lại. Thế nhưng, khi nhìn kiểm tra phía sau thấy A Thiện, ông chủ Vương, còn A Luân vẫn đứng đó không động tĩnh gì. Thầy Lương khẽ gọi. A Luân, cậu sao vậy? Chúng ta phải đi thôi. A Luân nhìn thầy Lương, đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Thầy Lương, mọi người có nghe thấy gì không? Thầy Lương, A Thiện, ông chủ Vương dừng lại. Không ai nói gì mà chăm chú lắng nghe. Cả ba nhìn nhau, A Thiện nói. Có nghe thấy gì đâu, chẳng có tiếng gì cả. Ông chủ Vương gật đầu đồng ý với A Thiện. Thầy Lương mới tiến lại gần chỗ A Luân. Thầy Lương hỏi. Cậu nghe thấy tiếng động gì sao? A Luân nhắm mắt lại, đáp. Là tiếng khóc, tiếng rên rỉ. Có ai đó đang khóc lóc, rất đau đớn, ở gần đây. Đau quá, tha cho tôi chết mất. Tiếng than khóc chỉ có một mình A Luân nghe thấy. Bất chợt A Thiện rùng mình, nổi da gà, bám chặt lấy người ông chủ Vương, miệng ấp úng, lắp bắp nói. Làm gì có ai khóc ở đây? Chẳng ai nghe thấy gì cả. Định dọa ma bọn tôi đấy à? A Luân tiếp. Không đâu, thật sự là có tiếng khóc mà, ở bên này. Vừa nói, A Luân vừa áp tay vào vách hầm phía bên tay trái. À, tha cho tôi, làm ơn, tha cho tôi á. Tha này, trước sau gì thì chúng mày cũng chết thôi. Có cả giọng nói của đàn ông nữa, không phải chỉ có một người, có nhiều người, có vẻ như những người phụ nữ kia đang bị hành hạ, đánh đập. A Luân tiếp. Ông chủ Vương kéo tay thầy Lương khẽ hỏi.
Liệu có khi nào là hồn ma, bóng quế của ai đó chết rồi bị chôn quanh đây không hả thầy? Thầy Lương trả lời: Không phải đâu. Nếu là âm hồn hay ma quỷ thì tôi đã phát hiện ra rồi. Hơn nữa, như tôi từng nói, địa đạo này được hình thành bởi tám cửa, mang linh khí nơi địa linh, long mạch của Hương Kim Sơn. Mặc dù ở dưới lòng đất, thế nhưng ma quỷ có muốn ngủ ở đây cũng không thể. Ông chủ Vườn tiếp: Nhưng mà tại sao chỉ có A Luân là nghe thấy tiếng khóc lóc trên rỉ đó, còn chúng ta thì không? Thầy Lương đáp: Lúc ở bãi đá gần bờ sông Châu Giang, chẳng phải A Luân cũng nghe thấy tiếng bước chân của Tử Đằng. Trong khi đó, Tử Đằng còn cách chúng ta một khoảng xa. Mãi khi Tử Đằng tới gần, chúng ta mới biết. A Luân này có sức khỏe vượt trội hơn người. Bên cạnh đó, cậu ta cũng có một thính giác rất nhạy bén. Chỉ có điều... Thầy Lương hỏi A Luân: Tiếng khóc đó cách chúng ta bao xa? A Luân trả lời: Không quá xa. Tôi có cảm giác nó vọng ra ở ngay phía sau vách đường hầm này. Thầy Lương nhíu mày: Ở gần đây ư? Hiện tại chúng ta đang ở bên dưới lòng đất. Âm thanh mà cậu nghe được cũng ở dưới lòng đất. Chẳng lẽ... A Thiện cùng ông chủ Vương vội hỏi: Sao vậy thầy? Thầy Lương đáp: Có khi nào có một mật thất hoặc một thứ gì đó tương tự nằm ở ngay gần đây không? Đoạn thầy Lương áp tai vào vách hầm lắng nghe, dồn hết tất cả sự tập trung vào tai. Quả nhiên thầy Lương cũng nghe thấy tiếng rên rỉ đang phát ra từ phía sau vách hầm. Chỉ có điều không rõ rệt như A Luân tả lại. Nhìn A Luân, thầy Lương hỏi: Có cách nào xuyên qua vách hầm này được không? A Luân dùng tay đấm đấm vào vách hầm. Đất đá khá cứng, lại không có dụng cụ đào. Thứ duy nhất A Luân đem theo có thể sử dụng vào lúc này chính là con dao dài đeo bên hông. Ông chủ Vương cũng ngứa tay gõ thử vào vách hang. Lẹ lưỡi nhăn mặt, ông chủ Vương lắc đầu nói: Cứng lắm, này phải có thủng, cuốc hoặc xà beng thì may ra, chứ tay không sao mà đào nổi. Nhưng A Luân đáp: Đào được, mọi người tránh ra, tôi sẽ đào. Dứt lời, A Luân rút dao, dùng mũi dao bổ vào vách hang. Với sức khỏe phi thường, chỉ với con dao và hai bàn tay không, A Luân vừa đào vừa khoét bới và lôi ra những tảng đất đá lớn. Cứ như một con chuột chuỗi khổng lồ, A Luân cầm đèn măng xong rồi cứ thế đào bới, tạo thành một lỗ hang đủ để một người chui qua. Cơ thể A Luân khá to lớn, thế nên miệng lỗ anh tạo ra cũng dễ di chuyển cho ba người còn lại. Thầy Lương chui vào theo sau A Luân. A Thiện nhìn ông chủ Vương nuốt nước bọt: Chúng ta cũng chui vào đó à? Có thật là sẽ không xạo chứ? Ông chủ Vương tặc lưỡi: Cậu không đi thì để tôi. Lúc này là lúc nào rồi mà còn lo sợ? Dứt lời, ông chủ Vương cũng chui vào lỗ hang mà A Luân đang đào. Người cuối cùng là A Thiện. Cũng may cho nhóm của thầy Lương, khi đào vào sâu, đất không còn cứng như trước. A Luân miệt mài ra sức đào đất, những người phía sau vừa di chuyển vừa đẩy đất đá ra sau. Tôi chết mất, tôi đau quá. Lúc này, không chỉ A Luân mà thầy Lương, A Thiện, ông chủ Vương đều nghe thấy tiếng khóc lóc rên rỉ đang ở rất gần trước mặt. Họ nghe rất rõ, đó là tiếng khóc của phụ nữ. Vị trí A Luân cùng mọi người đang đào bới để hướng tới lại chính là nhà tù bên dưới lòng đất trong khuôn viên khu vườn của Bạch Phủ. Trong gian nhà tù giam giữ những thai phụ chờ đến lúc mổ bụng lấy hài nhi nấu canh cho Cơ Vân. Trong lốt Nhã Tịnh, hai anh em tên đồ tể A Tam A Tứ đang tranh thủ hành hạ làm nhục họ lần cuối cùng. Hai tên ác ma thay nhau cưỡng hiếp những thai phụ đáng thương một cách dã man. Bởi chúng biết các thai phụ này sẽ phải chết trong ngày hôm nay. Trước khi chúng mày chết, coi như cũng khiến hai ông đây được vui vẻ một chút. Dù sao, thứ quan trọng chỉ là hài nhi trong bụng tụi mày. A Tam, trong lúc hành xác một thai phụ bỗng khựng lại, hắn nhắm mắt lắng nghe đâu đó đang vang vọng ra những tiếng động lạ. Này, A Tứ, mày có nghe thấy gì không? Vẫn đang trong cơn hoang lạc, tên đồ tể A Tứ lúc này chẳng còn nghe thấy gì nữa. Hắn giống như một con thú hoang không còn biết kiềm chế cảm xúc,
Mắt hắn long lên sòng sọc, lưỡi lè dài, miệng thở hồng hộc. Hai bàn tay không ngừng giày vò cơ thể thai phụ đáng thương, không còn nổi một chút sức để chống cự. Đôi mắt người phụ nữ tội nghiệp ấy cứ thế trợn trừng lên toàn lòng trắng. Nhưng càng như vậy, A Tứ lại càng mạnh bạo hơn. Hành hạ phụ nữ một cách dã man, tàn bạo, dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của hai gã đồ tể. Mỗi khi hăng máu, chúng còn quên mất là mình phải giữ cho những thai phụ kia còn sống trước khi đưa lên bàn mổ. Thấy A Tứ đã mất kiểm soát, A Tam buông thai phụ hắn đang làm nhục ra, chạy vội đến kéo giật người A Tứ về phía sau. Trừng mắt, A Tam quát. Thằng điên này, mày tính hiếp chết nó luôn à? Người phụ nữ đang mang thai, cơ thể trần truồng không có lấy mảnh vải che thân, nằm im bất động với hai đồng tử trợn ngược, trắng dạ, cơ thể khẽ co giật. Dường như cô ta đã bị hành hạ đến quá sức chịu đựng của một con người. Chưa kể đến, phụ nữ mang thai sức khỏe rất yếu. Thế nhưng, mặc cho thai phụ khóc lóc van xin, đau đớn tột cùng, nhưng gã đồ tể A Tứ kia không chút mảy may thương xót mà dừng lại. Thậm chí, nỗi đau thể xác của những thai phụ bị giam giữ dưới nhà ngục này còn là niềm vui đối với hắn. Và hắn coi đó như một phần thưởng để tận hưởng. Chỉ tay xuống bên dưới nền đất nơi thai phụ kia đang co giật mỗi lúc một mạnh hơn. A Tam nghiến răng kèn kẹt. Mở to mắt ra mà nhìn đi, mày sắp giết chết nó rồi. Mày có biết nếu nó chết trước khi mổ bụng thì sẽ như thế nào không, hả? Phụ nhân đã dặn, làm gì thì làm, nhưng khi thai nhi được lấy ra, mẹ của nó vẫn phải sống. Như thế mới đạt được độ tươi ngon. A Tứ giật mình. Hắn nuốt nước bọt khi thai phụ hắn vừa hãm hiếp, quả nhiên đã bị hành hạ đến sắp chết. Nhưng ngay lập tức, hắn mỉm cười. Đúng là phu nhân có nói như vậy. Nhưng con khốn này đã chết đâu. Trông thế thôi, chứ nó phải sống mà coi giật được nửa canh giờ nữa. Mà như thế vẫn kịp mổ bụng nó trước khi nó chết. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng chúng ta phải sống bên dưới nhà ngục này rồi. Hơn nữa, tao có nghe được một thông tin từ Cao Đại Nhân. Mấy ngày nay, phu nhân không thèm đếm xỉa đến mấy con khốn bị giam dưới này nữa rồi. Hình như phu nhân đã gom được một số lượng thai phụ đông đảo trong cái hương này. Bọn súc vật chúng ta nuôi giờ khác gì hàng phế thải. Có chết cũng chẳng ai quan tâm đâu. A Tam gật gù. Mày nói cũng phải. Gần đây Cao Đại Nhân cùng hai tên che kín mặt đều đưa thai phụ từ trên đó xuống dưới này để giết mổ. Mà còn là hàng chất lượng, như hôm qua, mổ ra cả song thai. Chẳng trách hôm nay Cao Đại Nhân lại ra lệnh giết hết đám tù nhân ở dưới nhà ngục. Huynh đệ ta sắp kết thúc những tháng ngày sống chui lũ dưới lòng đất ẩm thấp, âm u này rồi. Mà thôi, như thế đủ rồi. Nhưng lúc chúng nó còn sống, giải quyết mấy bào thai trong bụng chúng nó luôn đi. Hôm nay chúng ta sẽ mổ bụng lũ này ngay tại đây. Đồ đạc, dụng cụ ta chuẩn bị để ngoài hết cả rồi. A Tứ lè lưỡi liếm quanh vành môi, khuôn mặt, ánh mắt toát lên sự thèm khát, háo hức đến rợn người. Hắn giữ chặt thai phụ đang nằm dưới đất lên cơn co giật, nhìn người phụ nữ chỉ còn cách cái chết không bao lâu nữa. Cơ thể đang lạnh dần đi lại càng khiến thứ dục vọng bệnh hoạn, điên rồ của tên đồ tể A Tứ thêm phần trỗi dậy. Đúng lúc hắn đang định tiếp tục công việc đáng ghê tởm còn đang dang dở của mình, thì tiếng động lạ khi nãy A Tam nghe được mỗi lúc một phát ra lớn và gần hơn. Tên A Tam quay đầu lại, A Tứ cũng khựng người, cả hai đồng thanh nói. Cái quái gì thế nhỉ? A Tam chỉ tay về phía bức tường đất ngay phía sau lưng A Tứ. Tiếng động phát ra từ kia, nghe như tiếng đào đất. A Tứ đáp. Nó sắp đến đây rồi. A Tứ vừa dứt lời, thì nguyên một tảng đất đá lớn phía sau lưng hắn không hiểu tại sao lại vỡ, rồi vung ra tung tóe. Đất đá vương vãi khắp nền gian nhà ngục. Từ trong tường có một người chui ra, cơ thể bám đầy đất, rũn người, phủi qua lớp đất dính trên mặt. A Luân đưa tay kéo thầy Lương, miệng cười lớn. Đào xuyên qua rồi. Mắt mũi lèm nhèm vì bụi đất phủ khắp người. Sau thầy Lương, tiếp đến lần lượt là ông chủ Vương, cuối cùng là A Thiện. Cả bốn người đã đào một đường hầm thông qua đến đây từ cửa càng, thuộc bát quái địa đạo. Thế nhưng, ngay khi đôi mắt nhìn được rõ, A Luân sững sờ khi chứng kiến trước mặt anh là ba người phụ nữ đang nằm thoi thóp dưới đất. Cơ thể họ trần truồng không mảnh vải che thân. Trừ hết, đang dương mắt nhìn A Luân cùng thầy Lương, ông chủ Vương, A Thiện là hai gã đàn ông trần trùng trục, bộ dạng quái đản. A Tứ chỉ tay về phía nhóm thầy Lương, miệng ấp úng. Chúng,
Chúng mày là bọn quái nè, sao chúng mày lại chui ra từ chỗ đó? A Tam trợn mắt quát lớn. A Tứ, giết chúng nó đi! Mở cửa nhà ngục, A Tam vội với lấy hai con dao bầu sắc lẹm, ném một con cho A Tứ. Hai tên đồ tể lập tức lao vào. A Luân với con dao dài đang cầm sẵn trên tay, di chuyển lên trên chắn trước thầy Lương cùng ông chủ Vương và A Thiện. A Luân nói, mọi người, lùi về phía sau, để tôi. Chết đi bọn khốn! Hai anh em A Tam, A Tứ nghiến răng, chúng hét lên. Cả hai tên nhất loạt vung dao chém thẳng về phía A Luân. Thế nhưng, nếu so với con trâu mộng mà A Luân từng ghì sừng ngăn chặn khi nó nổi điên lúc chỉ 16-17 tuổi, thì hai tên đồ tể này thật sự không thấm vào đâu. Chưa kể đến, sau nhiều năm rèn luyện bản thân, tu học võ nghệ, giờ đây A Luân đã là chiến binh mạnh nhất của Kim Giang Bạch Tộc. Chỉ bằng một cú vung dao, A Luân đã chém văng hai con dao bầu trong tay hai tên đồ tể. Dao bầu văng về phía sau, trước khi cắm mạnh vào tường đất cũng kịp sượt qua mặt cả hai tên A Tam, A Tứ. Trong lúc hai anh em A Tam, A Tứ còn đang thất thần, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, thì máu từ trên mặt chúng cứ thế chảy xuống ròng ròng. A Luân trừng mắt, bàn tay nắm chặt cán dao, nhìn về phía ba thai phụ đáng thương đang nằm thoi thóp. A Luân gằn giọng. Thì ra, tiếng kêu khóc thảm thiết ấy được phát ra từ chỗ này. Xúc sinh! Máu, đại ca, để chảy máu rồi. A Tứ đưa tay chạm lên má của mình, trung giọng nói. Quay đầu nhìn sang bên A Tam, thấy người anh em của hắn cũng bị thương chảy máu. Gã đồ tể với cái đầu biến thái không được bình thường như phát điên, phát cuồng. Toàn thân hắn run lên bần bật. Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, lấy hai tay xoa máu ra khắp khuôn mặt, bôi khắp cơ thể. A Tứ cười khùng khục. Thằng khốn, sao mày dám làm anh em tao chảy máu? Tao sẽ cắt từng ngón tay, từng miếng thịt của mày cho tới khi mày chỉ còn là một bộ xương. Mày sẽ phải cảm nhận từng thớ thịt bị tách rời khỏi cơ thể. Tao sẽ giết mày. A Tứ hét lên rồi quay đầu chạy về phía bức tường nơi hai con dao bầu đang cắm chặt vào đó. Trong lúc chạy, hắn vấp chân vướng phải một thai phụ đang nằm bất động dưới đất. Tên ác nhân trợn mắt, không chút thương xót. Hắn co chân xuýt thẳng vào người thai phụ. Mấy con súc vật này, ngán chân tao à, cút! Người phụ nữ đang mang thai bị đá văng sang một bên trong sự phẫn nộ của A Luân cùng những người khác trong nhóm thầy Lương. A Luân nghiến răng. Tình khốn đó, hắn đang làm gì vậy? A Thiện nhìn mà sợ đến không dám cử động, hoảng hốt. A Thiện lắp bắp. Sao có thể mất nhân tính đến vậy chứ? Thầy Lương run run hai bàn tay, chứng kiến sự việc quá đổi thương tâm đang xảy ra trước mắt. Bất giác thầy Lương nhớ tới hình ảnh của vợ con mình. Cứu tôi với! Người phụ nữ vừa bị A Tứ đá văng lúc này đang ho ra máu, nôn ra máu. Cơ thể cô ta đã không còn chút sức lực nào. Hướng ánh mắt về phía thầy Lương, người phụ nữ vừa thổ huyết vừa buông lời cầu cứu. Trong giây lát, thầy Lương như bị những ký ức đau thương ngày xưa làm cho tâm trí hỗn loạn. Nhìn người phụ nữ kia, thầy Lương nghĩ đó chính là vợ của mình. Đôi bàn chân bước lên từng bước, thầy Lương chạy tới chỗ thai phụ, miệng nói lớn. Ta đến đây! Thấy thầy Lương có biểu hiện khác thường, A Luân vội kéo thầy Lương lại. Thầy Lương, nguy hiểm lắm! Thầy Lương nhìn A Luân, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống trên khuôn mặt sạm đen vì thiếu ngủ. Trên lớp da nhăn nhúm điểm những nốt đồi mồi. Thầy Lương đáp. Ta phải cứu vợ của mình. A Luân không hiểu thầy Lương đang nói gì. Nhưng lúc này A Tứ đã quay trở lại với hai con dao bầu trên tay. Khắp người hắn nhúm đầy máu của chính mình. Khác với tên A Tam nãy giờ mặc dù bị thương nhưng vẫn bình tĩnh quan sát, dò xét đối thủ. A Tứ như một kẻ điên không còn tự chủ. Sau khi có được dao, hắn trợn mắt nhìn A Luân, không chút sợ hãi. Ngay lập tức A Tứ lao vào tấn công. A Luân đẩy thầy Lương ra sau. A Luân nói, A Thiện, Vương Khải, hai người giữ chắc thầy Lương lại. Thầy ấy đang gặp vấn đề thì phải. Đứng sau lưng tôi.
Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Và trong tập ngày hôm nay thì tên Bạch Tiên Phong cũng đã biết được sự thật. Khi mà biết được sự thật, trời ơi, chắc lúc đó lập tức tới độ mà phụt máu ra là các bạn có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà chưa chết, bởi vì Cơ Vân nói là hắn ta, Bạch Tiên Phong vẫn còn giá trị để mà sử dụng, thành ra chưa có cho chết được, chỉ là hút máu cho cạn thôi. Thật là quá tiếc cho một người mang dòng máu của thần nhưng mà lại bị biến chất, bị tha hóa đến một cái mức độ người không ra người, ma không ra ma nữa. Còn về thằng A Tam và A Tứ là hai thằng đó nó bị điên rồi các bạn, nó là súc sinh vật rồi chứ đâu có phải là con người nữa đâu. Khi mà những cái người phụ nữ ở bên dưới nhà giam họ nói là không có còn giá trị lợi dụng nữa, bởi vì tất cả mọi kế hoạch của Cơ Vân bây giờ đang đi tới cái giai đoạn quan trọng nhất, mà dường như là ở trên là có rất là nhiều người phụ nữ mang thai mà còn tươi ngon nữa đó, cái kiểu vậy. Thì ở bên dưới này bà không có cần, thành ra mấy cái tụi này nó biến thái và nó tàn độc như vậy. Thì cũng may là có A Luân đi theo và A Luân giúp đỡ. Bữa nay A Luân ra tay đào đất xuyên đường hầm đi qua phía bên A Tam A Tứ rồi đấm cho tụi này không trượt phát nào. Thì may, thiệt sự là may mắn khi mà A Luân xin đi theo thầy Lương. Nếu mà A Luân không xin đi theo thầy Lương á, thì tưởng tượng ha, A Thiện nè, thầy Lương nè, ông chú Vương, làm sao mà đối đầu được với hai cái thằng quỷ biến thái, hai cái con quỷ A Tam và A Tứ. Phải có A Luân đi theo, mà A Luân là người thứ nhất là mang dòng dõi của Bạch tộc, là dòng máu của thần á, không phải ai người họ Bạch cũng có được cái dòng máu đó, chỉ có những người đặc biệt thôi. Thì bác nghĩ là như vậy, thì A Luân là người có được cái dòng máu rất là đặc biệt ở trong người. Và A Luân hả, chiến đấu rất là giỏi, mới 16, 17 tuổi mà một con trâu nó đang hăng sức mà còn vật đó xuống được thì huống chi là hai cái thằng quỷ này. Nhưng có một cái điều cũng phải nói, đó là hiện tại A Luân phải vừa chiến đấu mà vừa bảo vệ cho ba người, ông chủ Vương, thầy Lương cũng như là A Thiện. A Thiện không có đánh được. Mà bây giờ thầy Lương á, thấy những cái hình ảnh đáng thương như vậy á, thì thầy Lương lại nhớ tới vợ, tới con của mình và mất đi bình tĩnh, thì cái đó nó rất là nguy hiểm. Nếu như mà cả hai thằng cùng tấn công A Luân á, thì bác nghĩ là cơ hội thắng của A Luân nó sẽ cao. Chứ nếu mà tụi nó khôn, tụi nó chia ra một bên á, thì đập A Luân, còn một thằng á, thì nó tấn công những người khác để nó khiến cho A Luân bị phân tán, kiểu như là bị mất tập trung á, thì cái đó là khá là khó khăn nha. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa, chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ thấy được kết cục thảm hại, quả báo đến với cái hai cái thằng quỷ biến thái A Tam và A Tứ. Mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Thiên Cơ trong series Thầy Tạo Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê để xem kết quả thảm hại của A Tam và A Tứ. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.